ngạc vừa lắc lư. Đột nhiên họ thấy chiếc thuyền rung lắc, sau đó một con cá mập lớn phá sàn gỗ chui lên. Bốn người không tránh kịp cùng ngã xuống nước. Ngay lúc nó há miệng chuẩn bị nuốt chửng họ, Carter từ phía sau bắn hai phát súng, bắt được cá mập. Tuy cứu được nhưng cá mập này thoát ra từ phòng thí nghiệm, khiến người đầu tư của Susan, Raser không vừa ý, quyết định chấm dứt dự án này. Nhưng Susan nói thí nghiệm protein từ não trước của cá mập có thể phục hồi tế bào thần kinh của người bệnh Alzheimer. Một khi thành công, một viên thuốc nhỏ cũng có thể chữa khỏi. Cuối cùng thuyết phục được Raser cho cô thêm 2 ngày và mời ông ta cùng tới trung tâm nghiên cứu trên biển. Ngày thứ 2, thí nghiệm diễn ra như thường. Carter lặn xuống chuẩn bị gây mê một con cá mập, nhưng không ngờ ba con cá mập thí nghiệm lại đâm hỏng toàn bộ camera. Cũng may Carter thông minh dùng thiết bị thở gây sự chú ý, gây mê thành công một con cá mập và mang lên phòng thí nghiệm. Sau đó Susan rút protein trong não trước của nó sử dụng, khôi phục thành công tế bào thần kinh của người bệnh Alzheimer. Thí nghiệm thành công, mọi người đang vui mừng. Tiến sĩ Whit tở tới trước cá mập hút điếu thuốc. Không ngờ cá mập đã tỉnh ngoạn đứt cánh tay ông. Carter không chần chừ, lập tức lấy súng định hạ cá mập. Susan không muốn thí nghiệm của mình tan tành mây khói, nhanh tay ấn nút trước Carter thả cá mập vào biển. Carter nghĩ Susan điên rồi, anh vội vàng gọi điện cầu cứu. Máy bay cứu hộ rất nhanh đã tới trung tâm nghiên cứu. Mọi người treo cáng cứu thương vào móc của trực thăng. Trực thăng từ từ kéo tiến sĩ lên, nhưng do ảnh hưởng của bão, trực thăng khó giữ thăng bằng. Mà lúc này dây thừng lại bị kẹt, bốc khói nghi ngút. Sau đó chiếc cáng mất khống chế, rơi xuống biển. Trực thăng lập tức bay lên, chuẩn bị kéo tiến sĩ, nhưng dây móc bị một lực bí ẩn kéo lại, khiến trực thăng đâm vào tháp, gây ra vụ nổ liên hoàn. Cả trung tâm nghiên cứu bỗng hóa thành cát vụn, mà mọi người trong phòng thí nghiệm bên dưới phát hiện một con cá mập ngoạm lấy cáng cứu thương của tiến sĩ, ném thẳng vào lớp kính, thấy kính sắp vỡ rồi. Raser vội vàng giục mọi người chạy thoát. Sau đó, nước biển ào vào, chớp mắt nhấn chìm cả căn phòng. Mặc dù họ chạy thoát nhưng nước đã ngập cầu thang, dường như họ đã bị nhốt dưới đáy biển. Đúng lúc này, anh đầu bếp thấy cá mập trên hành lang ngập nước, vội vàng chạy vào phòng bếp rồi trốn trong lò nướng. Nhưng khi cá mập đâm vào lại khởi động chiếc lò, anh này nằm mơ cũng không ngờ là một đầu bếp lại chết trong lò nướng. Anh không cam tâm, dùng chiếc rìu phá vỡ mặt bên trên. Thoát được ra ngoài, anh bơi thẳng tới cửa, sau đó bật lửa đốt khí gas trong lò nướng, đốt cá mập thành tro vụn. Lúc này, Carter cũng nghĩ được cách thoát ra ngoài. Anh định trước hết xuống tới tầng đáy, sau đó chia nhóm hai người, dùng tàu lặn đi lên. Mọi người thấy khả thi liền vội tới tầng đáy, nhưng trên đường thực hiện, lại phát hiện cá mập đã đâm hỏng cửa trong hành lang. Cũng may cuối cùng mọi người cũng thoát được vào tầng đáy. Raser hết sức tức giận chất vấn Susan, tại sao cá mập lại thông minh như vậy? Lúc này Susan nói, để lấy được đủ protein từ phần não của cá mập, cô lợi dụng nghiên cứu gen mở rộng não bộ của nó, mà tác dụng phụ là cá mập càng trở nên thông minh. Mọi người hết sức bất ngờ, họ vội vàng tới phòng tàu lặn, nhưng họ chỉ thấy những chiếc tàu lặn đã bị phá hỏng, đồng nghĩa với việc họ phải tự bơi lên. Scott nói rằng đây khác nào tự sát, anh muốn dùng cầu thang chuyên dụng để sửa thang máy thoát ra. Nhưng Susan không đồng ý, bởi một khi mở lối đi này, áp lực sẽ khiến nước biển ập vào, phá hỏng toàn bộ. Khi hai người đang tranh cãi kịch liệt, Raser lên tiếng, ông của trách họ không đoàn kết, sau đó bắt đầu lên giảng dạy đạo lý. Trong lúc mọi người đang trầm tư bởi lời nói của Raser, thì đột nhiên cá mập xuất hiện ngoạm lấy Raser. Mọi người hoảng loạn vội mở cửa cầu thang sửa chữa, bởi vì thay đổi áp suất, nước biển trào vào. Họ vội vàng trốn vào rồi đóng cửa lại. Tuy nhiên, thang máy phía trên đang bốc cháy, những đốm lửa không ngừng rơi. Lúc này cá mập cũng xông vào, mọi người vội vàng trèo lên. Nhưng buồn thay, vụ cháy khiến thang lao lên giãn ra rồi rơi xuống. Jenny đen đuổi rơi xuống nước trở thành con mồi của cá mập. Ba người còn lại vì lý do độ cao không thể chạm tới cánh cửa phía trên. Đương lúc họ thấy tuyệt vọng, đột nhiên cánh cửa mở ra, anh đầu bếp xuất hiện trước mặt họ, sau đó cứu tất cả mọi người ra. Sau khi Scott biết toàn bộ cầu thang leo lên tầng đỉnh đã bị ngập, anh đề nghị dùng máy bơm hút sạch nước trong cầu thang. Thế là Carter cùng Scott tới phòng thí nghiệm, Susan trở về phòng mình lấy tài liệu nghiên cứu, mà anh đầu bếp quá chán, bắt đầu ghi lại di chúc cho mình, nhưng không biết nói gì, đành giới thiệu món bánh cuộn trứng chứ danh. Lúc này Carter và Scott đã khởi động được máy bơm nước. Khi hai người chuẩn bị rời đi, thì cá mập đột nhiên xuất hiện ngoạm lấy Scott. Carter sợ hãi vội mở cánh cửa bên cạnh, tránh được một phen. Sau đó, anh đầu bếp cứu Carter lên, rồi hai người cùng đi tìm Susan. Nhưng lúc này Susan ở trong phòng gặp trúng cá mập. Cô không chỉ đánh rơi tài liệu trên tay, mà còn bị vây trên chiếc giá. Đúng lúc đó, Susan nhìn thấy chiếc đèn bên cạnh. Cô như chợt nghĩ ra điều gì rồi quyết định. Cô cởi bỏ quần áo lặn chặn dưới chân để cách điện, sau đó cầm lấy dây diện trong tay. Khi cá mập tấn công lần nữa, nhét dây diện vào thẳng miệng nó. Dòng diện mạnh biến cá mập thành cá rán, mà Susan vừa hạ gục cá mập lại vô cùng suy sụp, bởi vì toàn bộ tài liệu nghiên cứu đã không còn. Sau đó ba người tụ họp lại, do toàn bộ tòa nhà và cửa đều bị chìm xuống, họ đành dùng áo cứu sinh màu sắc và bình cứu hỏa làm mồi nhử, sau đó tự mình bơi lên. Chiêu này rất hiệu quả, quả nhiên cá mập cắn lấy mồi nhử, họ cũng thành công bơi lên. Đúng lúc này anh đầu bếp bị cá mập cắn lấy, nhưng anh không đưa tay chịu trói mà dứt chiếc vòng giá thập tự đâm thẳng vào mắt cá mập tự cứu bản thân. Sau đó Carter thấy cá mập bắt đầu đâm vào lưới sắt, đột nhiên anh hiểu mọi thứ cá mập làm.
Hóa ra ở dưới nước cá mập không thể đâm thủng lớp lưới titan, vậy nên nó lợi dụng con người làm chìm cả trung tâm nghiên cứu để mực nước dâng lên tới vị trí lưới sắt, như thế nó mới có thể dễ dàng thoát ra tự do vẫy vùng. Nhưng nếu con cá mập tàn bạo mà thông minh này thoát ra, chắc chắn sẽ gây hại cho thế giới. Thế là Susan và Carter chuẩn bị nổ tung nó. Tuy nhiên Carter cách quá xa, không thể bắn trúng. Mà khi cá mập cắn nát lớp lưới sắt, Susan tự cắt tay mình, nhảy xuống làm mồi nhử. Cô muốn tạo cơ hội cho Carter. Carter lại từ bỏ, vội vàng nhảy xuống định cứu. Nhưng vẫn chậm một bước, tận mắt chứng kiến cá mập cắn Susan làm đôi rồi ăn sạch. Sau đó cá mập lao tới chỗ Carter. Carter nhanh chóng xoay người, ôm chặt vây cá, cùng bơi với nó. Thời khắc quan trọng, cũng may anh ra đèn nổ súng, bắn trúng cá mập, thành công nổ tung nó. Carter bám vào lưới sắt lên, may mắn thoát nạn. Cuối cùng, hai người sống sót nằm trên bờ thở hơi dài, chờ đợi con tàu.